Chào các em, hôm nay chúng ta tiếp tục nhé em. Hôm trước là mình học bài 33 vùng Đông Nam Bộ. Lẽ ra là mình tới cái bài thực hành, nhưng mà bài thực hành là bài giảm tải cho nên mình không có học. Em học, hôm nay các em sẽ tiếp theo là bài 35 vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đây là cái lược đồ của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Các em kết hợp với thông tin sách giáo khoa, các em lật sách giáo khoa ra trang 125 nha. Cùng với kiến thức trên thực tế cho biết một số nét khái quát về đồng bằng sông Cửu Long, về các đặc điểm tự nhiên, các đơn vị hành chính, diện tích, dân số. Thì vùng đồng bằng sông Cửu Long diện tích là 39.734 km², dân số là 16,7 triệu người theo số liệu thống kê của sách giáo khoa năm 2002, gồm 13 tỉnh thành. Đó là khái quát về diện tích, dân số và các cái tỉnh thành của đồng bằng sông Cửu Long. Thì ở cái bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về ba cái nội dung. Cái thứ nhất là vị trí địa lý và giới hạn lãnh thổ. Phần thứ hai là điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên. Phần thứ ba là đặc điểm dân cư và xã hội. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái phần thứ nhất, vị trí địa lý giới hạn lãnh thổ. Thì các em nhìn thấy đây là cái phạm vi của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đây là lược đồ các vùng kinh tế chung đó, các em nhìn vào đây. Nhận xét về vị trí của vùng trên lãnh thổ của nước ta. Ta có nhận xét gì? Đây là cái phạm vi của cái vùng đồng bằng sông Cửu Long nha. Quan sát hình 35.1, nghĩa là cái hình trên lược đồ đó, là xác định vị trí của đồng bằng sông Cửu Long, xem tiếp giáp với vùng nào, nước nào, vịnh biển nào. Này, các em thấy đây là phía bắc giáp với gì? Campuchia. Phía đông bắc giáp với Đông Nam Bộ. Tây Nam giáp với Vịnh Thái Lan, Đông Nam thì giáp với Biển Đông, không? Hoặc là ở cái chỗ thầy mình nói Đông Bắc tiếp giáp với Đông Nam Bộ, hoặc người ta cũng có thể nói cái vị trí chung của nó là cái đồng bằng sông Cửu Long nằm ở vị trí liền kề phía tây vùng Đông Nam Bộ, giống như sách giáo khoa đó, nha. Rồi các ghi các cái vùng tiếp giáp phía Bắc giáp Campuchia, Đông Bắc giáp Đông Nam Bộ, Đông Nam giáp Biển Đông, Tây Nam giáp Vịnh Thái Lan. Quan sát các cái hình sau. Cái thứ nhất là các tuyến đường biển quan trọng giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Nha, các em quan sát các cái tuyến đường biển đó. Cái thứ hai, đó là lực đồ giao thông vận tải vùng đồng bằng sông Cửu Long. Dựa vào hai cái lực đồ đó để em ta nêu ra cái ý nghĩa. Đó là thuận lợi cho hợp tác và giao lưu với các vùng trong nước và với các nước. Đó là phần thứ nhất, vị trí địa lý giới hạn lãnh thổ. Các em sẽ sang cái phần thứ hai, điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên. Đây là lực đồ tự nhiên của đồng bằng sông Cửu Long. Như vậy ở cái phần này thì mấy em giải quyết cho cô các cái câu hỏi như thế này. Đó là dựa vào cái hình 35.1 và hình 35.2, bản đồ tự nhiên vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đầu tiên là mình xác định các loại đất chính ở đồng bằng sông Cửu Long và sự phân bố của nó. Cái thứ hai là nhận xét thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên ở đồng bằng sông Cửu Long để sản xuất nông nghiệp. Rồi tiếp theo là dựa vào cái hình 35.1 cộng với sách giáo khoa và những cái kiến thức của mình cho biết nêu khó khăn chính về mặt tự nhiên của đồng bằng sông Cửu Long. Biện pháp khắc phục, tìm hiểu kỹ cái biện pháp sống chung với lũ nha. Rồi cho biết cái phương hướng chủ yếu của đồng bằng sông Cửu Long như thế nào. Thì trong cái nội dung của phần 2 chúng ta sẽ giải quyết những câu hỏi đó. Rồi bây giờ thứ nhất là các loại đất chính ở đồng bằng sông Cửu Long và sự phân bố. Rồi nhận xét thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên ở đồng bằng sông Cửu Long để sản xuất nông nghiệp của vùng. Đây là lược đồ tự nhiên của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Về mặt thuận lợi, đó là gì? Giàu tài nguyên để phát triển nông nghiệp. Địa hình thấp bằng phẳng, đất phù sa, khí hậu nóng ẩm, nguồn nước dồi dào, sinh vật phong phú đa dạng và vùng biển có nhiều bãi cá bãi tôm. Thì các em thấy đất ở đây
Có rất là nhiều loại đất như là đất phù sa ngọt, đất phèn, đất mặn và các loại đất khác. Nhưng mà các em thấy ở đây đất phù sa ngọt ha. Đây là đất phù sa, đất ven ở hai bên sông Tiền và sông Hậu. Các em lưu ý cái phần đó là cái phần thuận lợi. Rồi tiếp theo, chúng ta quan sát những cái hình ảnh lũ lụt. Rồi những cái hình ảnh vào mùa khô. Rồi đất nhiễm mặn, đất nhiễm phèn nha. Để chúng ta nêu ra những cái khó khăn. Đó là lũ lụt kéo dài, diện tích đất mặn, đất phèn lớn, thiếu nước ngọt vào mùa khô. Từ đó để chúng ta tìm ra những cái biện pháp khắc phục. Thay vì lũ lụt kéo dài thì đó là gì? Sống chung với lũ và khai thác những cái nguồn lợi từ lũ. Cái thứ hai, đối với diện tích đất mặn, đất phèn thì chúng ta cải tạo đất mặn, đất phèn, rửa mặn, bón vôi, vân vân. Thiếu nước vào mùa khô đó là gì? Cấp nước ngọt vào mùa khô, có nghĩa là cái biện pháp là chỉ có cung cấp nước ngọt vào mùa khô. Như vậy chúng ta xong cái phần một La Mã là vị trí địa lý giới hạn lãnh thổ, hai La Mã là điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên. Các em sẽ tiếp theo cái phần ba La Mã, đó là đặc điểm dân cư xã hội. Thì các em quan sát cái bảng số dân các vùng kinh tế nước ta cho biết số dân của vùng, em có nhận xét gì về số dân của vùng so với các vùng khác? Thì các em nhìn thấy ở đây nè, dân số người ta đưa ra nha, 11,5 là của Trung Du miền núi Bắc Bộ, đồng bằng sông Hồng là 17,5, Bắc Trung Bộ là 10,3, Duyên Hải Nam Trung Bộ là 8,4, Tây Nguyên là 4,4, Đông Nam Bộ là 10,9 và đồng bằng sông Cửu Long là 16,7. Nhận xét thứ nhất đó là đông dân, trên 16,7 triệu người theo số liệu thống kê năm 2002. Về thành phần dân tộc, ở đây có bốn cái dân tộc cơ bản, đó là người Kinh, Khmer, Chăm, Hoa. Đây là bảng một số cái tiêu chí về mật độ dân số, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên, tỷ lệ hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người trên một tháng, và tỷ lệ người lớn biết chữ, tuổi thọ trung bình, tỷ lệ dân thành thị. Chúng ta có thể dựa vào đó để chúng ta nêu ra một cái số thuận lợi và khó khăn của cái đặc điểm dân cư xã hội của đồng bằng sông Cửu Long. Thì cái thuận lợi đó là gì? Nguồn lao động dồi dào, có kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp hàng hóa, thị trường tiêu thụ lớn. Về khó khăn là mặt bằng dân trí thấp. Như vậy chúng ta nhận xét về sự phân bố dân cư ở cái vùng này như thế nào? Thì cái nội dung của cái bài 35 vùng đồng bằng sông Cửu Long thì các em thấy có ba cái nội dung lớn nha. Chúng ta cố gắng ta ghi bài cho đầy đủ, học bài và nắm vững cái phần kiến thức của bài để chúng ta vận dụng cho cái phần đặc điểm kinh tế của vùng. Các em về nhà học bài, trả lời câu hỏi sách giáo khoa trang 128, chuẩn bị bài mới đó là xem trước cái bài 36. Rồi, chào các em nha.